mỹ nhân Cibit dung mạo bi tình, Lưu Tuyết Hoa khóc từ phim ra đời, Đồng Khiết trắng tay. Không biết mọi người có để ý là trong làng phim Hoa ngữ có không ít mỹ nhân sở hữu dung mạo u sầu, buồn bã nên thường được giao những vai diễn bi kịch toàn nước mắt trên màn ảnh. Thậm chí có không ít người thành danh với dạng nhân vật như thế này và được ca tụng là nữ hoàng nước mắt. Hãy cùng điểm qua những sao nữ sở hữu dung mạo bi tình nổi danh một thời này nhé. Lưu Tuyết Hoa. Thời trẻ, Lưu Tuyết Hoa chính là một trong những đại mỹ nhân lừng danh nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Xinh đẹp lại có tài khóc đẹp như tiên nữ, Lưu Tuyết Hoa đã nhận được sự ưu ái của Quỳnh Dao và chuyên nhận những vai diễn đầy nước mắt trên màn ảnh, trở thành gương mặt đại diện cho những tác phẩm sầu bi. Thở ấy, người ta ca tụng cảnh khóc của Lưu Tuyết Hoa là nước mắt rơi như chuỗi trân châu bị đứt dây. Chẳng biết có phải vì diễn vai bi kịch nhiều quá hay không mà cuộc đời của Lưu Tuyết Hoa cũng khổ như phim. Bà từng rơi vào mối tình vô vọng với cha nam Lưu Đức Khải, mất khả năng làm mẹ lại còn bị hao tiền. Đến năm 2001, Lưu Tuyết Hoa lên xe hoa cùng Đặng Dục Côn, ai ngờ 10 năm sau đó họ lại âm dương xa cách.